Nghệ thuật Chiki. Xin chào các em. Các em có biết Ariel là ai không? Cô ấy là một nàng tiên cá đấy. Những nàng tiên cá thì thường sống ở dưới nước. Hôm nay các em có muốn vẽ nàng tiên cá không nào? Đúng rồi, chúng ta cùng vẽ thôi nào. Bắt đầu với mái tóc dài và khuôn mặt cho nàng tiên cá như thế này. Rất đơn giản đúng không các em? Vẽ thêm mắt và miệng cho cô ấy nữa. Cùng vẽ tiếp nào các em. Bây giờ hãy vẽ cơ thể cho cô ấy nào. Ước gì mình cũng là những nàng tiên cá, các em nhỉ? Cuộc sống dưới nước sẽ rất thú vị đấy. Những nàng tiên cá còn có một cái đuôi nữa. Hãy vẽ cho cô ấy một cái đuôi nào. Nàng tiên cá của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cho cô ấy những người bạn và những ngọn sông biển nữa nhé các em. Ta-da! Bản vẽ của chúng ta đã sẵn sàng. Cùng vẽ thêm một đường viền như thế này nữa. Và cùng vui vẻ với việc tô màu cho nàng tiên cá nào. Tô màu phần thân và khuôn mặt của cô ấy bằng màu da. Các em có khi nào có những giấc mơ rằng mình là một nàng tiên cá không? Tiếp tục với mái tóc màu hồng. Và chiếc đuôi của cô ấy thì màu xanh da trời. Yeah!
sắp xong rồi. Các em đừng quên màu cam cho những chú sò. Tiếp tục tô nào. Những ngọn rong biển thì màu xanh lá cây. Và một chút màu vàng, thêm chút màu xanh cho những chú cá. Bong bóng và vòng cổ của nàng tiên cá thì màu xanh lam. Vậy là nàng tiên cá của chúng ta đã sẵn sàng để trở về với đại dương rồi. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.